Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Anh kính chào anh Chào Thắng. Nhất Anh. Dạ, trong một chương trình về trước thì mình đang đi tới một đất nước rất là huyền bí, đó chính là đất nước Ai Cập. Và trong một chương trình về trước thì anh Thắng nói là có rất là nhiều cái temple để ở Ai Cập, thì mình có nói đến Karnak rồi, và trong khi đó thì có cả Luxor nữa, nhưng mà đợt trước thì mình chưa có dịp nói đến đó, thì không biết là anh Thắng hôm nay có thể nói về Luxor Có được lẽ không? trong chương trình trước chúng ta nói khá nhiều về cái Karnak Temple. Thế Dạ. tuy nhiên thì phải nói thêm như thế này. Mặc dù tôi nói là mình nói khá nhiều nhưng thực sự so với những gì mà muốn nói thì rất là ít, chưa có đầy đủ. Thế, tuy nhiên thì một cái thời lượng có hạn thì chúng ta chỉ biết một cách tổng quát về Karnak Temple. Nhưng mà sau đó thì chúng ta cũng phải biết sơ qua về cái Luxor Temple. Thì trong cái chương trình trước đó, tôi có đề cập đến cái chuyện giữa cái Karnak Temple với cái Luxor Temple. Thì Karnak Temple nó nằm về phía bắc của cái Luxor Temple và cái Luxor nằm về phía nam, và giữa hai cái temple nó có một con đường ngày xưa thôi, nó có một con đường là nối liền với nhau, và con đường đó gọi là con đường nhân sư để cho nhà vua của các pharaoh đi từ Karnak đến Luxor Temple. Và con đường đó thì ngày nay người ta đã đào lên được một cái di tích của ngày xưa, con đường đó nó đã có hiện hữu ở đó từ mấy ngàn năm trước rồi, và cái con đường này bây giờ đang được chính phủ của cái thành phố Luxor đó đang cố gắng thu xếp để làm lại con đường như ngày xưa. Có nghĩa là những nhà cửa đã được nằm ở bên trên hoặc những cái khu vực shopping chẳng hạn thì bây giờ đều được lệnh của chính phủ Ai Cập được di dời qua một chỗ khác, và cái con trả lại con đường nối liền giữa hai cái đền thờ Karnak với cái Luxor, và cái con đường nó đang được tiếp tục làm, và hy vọng trong vòng vài năm nữa thì chúng ta sẽ có dịp đến với Luxor và Karnak bằng con đường nối liền đó để chúng ta đi thăm lúc hai cái đền. Lúc đó là nhanh cũng hy vọng là lúc đó đã có dịp tới tới Ai Cập trong 2-3 năm nữa, rồi lúc đó có thể đi ngang qua con đường nhân sư rồi. Như vậy thì hiện tại bây giờ con đường đó vẫn đang xây. Vẫn đang được đào xới lên và họ dùng. Dĩ nhiên khi mà đào xới chắc chắn là chúng ta để hiểu một chút chút là những cái con tượng nhân sư là có nghĩa tượng có mình sư tử đầu người hoặc là mình sư tử nhưng mà cái đầu là con dê chẳng hạn, thì đó là một cái phần tin và tôn giáo của người Ai Cập cổ tùy theo từng triều đại một. Và khi nó xong đó thì cái con đường này là một con đường rất là đặc biệt để cho du khách đến thăm Ai Cập trong tương lai. Như vậy thì nếu mình như ví dụ du khách tới đã tới Karnak Temple rồi và bây giờ muốn tới cả Luxor Temple, bây giờ con đường nó vẫn đang xây, thì du khách sẽ đi bằng cách nào để tới Luxor anh Mình Thắng? có thể xe chạy từ cái đền này sang đến cái đền thờ kia. Thế tuy nhiên thì bây giờ chúng ta nói một cái chi tiết về Luxor Temple. Là khi chúng ta đến với cái Luxor Temple đó, thì đầu tiên là bây giờ như chúng ta đang trình bày thì con đường nhân sư dẫn vào cái cổng của cái Luxor Temple. Thế tuy nhiên thì cái phần này chưa xong, thành ra bây giờ chúng ta đến ngay vào cổng thôi. Thì khi vào cổng chúng ta sẽ thấy một pho tượng rất là lớn ngồi ngay trước cổng thành. Phải nói rằng là cái đền thờ ở bên Ai Cập đó lúc nào họ cũng coi giống như có hai cái tường thành lớn trước mặt và chính giữa là một cái cửa đi vào. Nhưng mà đồng thời vào Luxor thì chúng ta thấy hai tượng rất là lớn được ngồi đó, và hai cái tượng đó người ta cho rằng đó là biểu tượng của một vị pharaoh, một vị đại đế của Ai Cập ngày xưa. Tên của ông là Ramses Ramses đệ nhị. đệ Đó là một vị pharaoh rất là nổi tiếng trong cái lịch sử cổ đại của Ai Cập. Và trước mặt của hai vị pho tượng này đó thì có một cây, ngày xưa là có hai cây obelisk được dựng nhị. lên, thành ra nếu có đủ hai cây obelisk thì rất là đẹp, và hai cây này đó thì bây giờ chỉ còn một cây. Còn một cây là sau khi Napoleon Napoleon của nước Pháp khi mà đến Ai Cập, thì sau khi ông đã rời khỏi Ai Cập thì ông đã đem theo một cái obelisk ngay trước cái song sinh với cái cây obelisk ngay bây giờ mà chúng ta còn thấy lại ngay Luxor đó. Thì cây đó được đem về Pháp và được dựng ngay cái quảng trường Concorde bây giờ. Thì quý vị có thể đến với quảng trường Concorde ở bên Paris, chúng ta có thể nhìn thấy cái cây obelisk đó, và quý vị có thể hình dung một cái cây song sinh với nó vẫn còn đứng ở bên Luxor Temple. Và đặc biệt là đến với cái Luxor Temple đó thì tôi rất là đề nghị du khách nên đến với Luxor Temple vào buổi chiều hoặc ban đêm. Bởi vì cái không gian của buổi chiều hoặc không đêm lúc mà cái đèn Luxor lên đèn đó nó tạo cho mình vào một cái
cái khu vực có vẻ trông như huyền bí đó, với các kho tượng mà mấy cái tượng đất sandstone hoặc là với limestone, nó tạo cho mình một cái không gian lạ lắm, có vẻ huyền bí. Khi mình dùng cái chữ huyền bí là mình thấy à, nó đúng là Ai Cập, đúng là huyền bí đúng luôn, là huyền bí. Với những cái pho tượng, cái thì bị gãy cha tay, cái gãy chân, cái bị đẽo mặt, thì tất cả những cái sự mà gọi là phá hủy của thời gian đó, nó đều hằn lên những cái vết điêu khắc, những cái vết tường, những cái vết, những cái thạch trụ, những cái pho tượng thì còn sót lại. Bây giờ người ta cố gắng, người ta được dựng nó lại để cho mình thưởng thức cái tài nghệ, cái điêu khắc của người ngày xưa Ai Cập cổ như thế nào. Nhưng mà song song với đó, những cái tượng mà đứng trước những cái đền thờ như vậy, nó tạo một cái không gian huyền bí lắm. Tôi rất là thích để đến với cái Luxor Temple vào lúc ban đêm. Và ở đây thì dĩ nhiên trong một cái thời gian mà đi du lịch bây giờ thì cái kỹ nghệ mà kiếm tiền ai cũng muốn cả. Thành thử ngay cả cái không gian ban đêm của cái Luxor bây giờ nó cũng tạo ra một cái hình ảnh. Thí dụ có những người thích làm đám cưới, và làm đám cưới cái lễ cưới ngay trong cái đại sảnh của cái Luxor Temple. Dĩ nhiên người ta phải trả một số tiền nào đó mà tôi không hiểu. Nhưng mà người ta có thể trả được. Có nghĩa là mình có thể vào đó để đúng mình rồi. Làm tiệc hay là đúng làm rồi. Đám cưới. Hoặc là quý vị có thể vào trong đó, quý vị có thể đặt một bữa ăn tối hoặc là những cái gì đó mà chỉ có một cái sự gọi là được thu xếp trước mới được, chuẩn bị trước thì mới được làm ở đó thôi. Nhưng mà bù lại thì trả lại cái không gian cho Luxor Temple là cái sự huyền bí. Những cái điểm mà chúng ta đi, hình ảnh mà quý vị có thể nhìn thấy trên TV thì đó là những cái hình ảnh mà ban đêm tại Luxor, nó tạo cho chúng ta một cái cảm giác hơi lạ lạ là đến với một cái khung cảnh của 3.000 năm trước, 4.000 năm trước mà chúng ta vẫn cảm nhận được một cái gì rất là lạ với cái không khí ở đây. Và dĩ nhiên thì Luxor Temple nó không giống như cái Karnak Temple. Karnak Temple là một cái đền thờ được các vị pharaoh làm ra để mà dâng hiến cho thần linh. Còn cái Luxor Temple đó, nó ngoài cái chuyện nó có một ý nghĩa nhỏ hơn về cái sự dâng hiến, nhưng mà nó một làm cái sự là đi để mà cái một vị pharaoh đi từ cái Karnak Temple sang đến cái Luxor Temple, coi như sự nối liền giữa hai cái thần linh với nhau. Và sau đó họ trở lại với cái chính là vẫn là Karnak Temple. Nhưng mà cái Luxor Temple nó có những cái nghệ thuật điêu khắc có lẽ nó tỉ mỉ hơn ở bên cái Karnak Temple. Nó cũng có khác chứ không thể nào mà hai cái đền giống nhau hết hoàn toàn. Không có, nó không ba gì giống nhau. Nhưng mà nó qua nhiều triều đại. Cái Luxor Temple nó mới hơn. Mới hơn có nghĩa là, thí dụ như cái Luxor Temple là 3.100 năm thì cái kia là 3.700 năm. Dạ rồi, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và hẹn anh Thắng trong phần tiếp theo của chương trình. Nhân anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với phần 2 của chương trình ngày hôm nay. Và trong phần 1 thì anh Thắng đang giới thiệu với Nhân anh cũng như khán giả đi tới đền thờ Luxor Temple ở Ai Cập. Và anh Thắng, nãy anh Thắng có nói là đến mà tới Luxor Temple thì mình nên đi vào ban đêm vì cái sự huyền bí của Ai Cập mà khi mình thường nhìn thấy rõ hơn. Vậy thì tại sao lại là ban đêm? Thì nếu mà tới ban đêm rồi, tới Luxor Temple rồi thì nó chỉ như thế thôi hay là nó còn những cái gì khác nữa không anh Thắng? Nói đến khu vực Luxor, thành phố Luxor đó, thì Luxor Temple chỉ là một cái điểm nằm trong cái thành phố Luxor thôi. Thế tuy nhiên phải để ý thêm đó là Luxor Temple nó nằm ngay bên cạnh cái sông Nin. Thành thử khi mà một cái đền thờ mà được nằm ngay bên cạnh cái sông Nin thì nó thơ mộng lắm. Ngoài cái chuyện mình vào trong đền thờ thì mình thấy huyền bí, nhưng mình ra khỏi cái đền thờ để mình nhìn về chung quanh đó, thì mình thấy cái sự thơ mộng của cái thành phố Luxor. Tức là con sông Nin giữa với những cái thuyền đậu ở bên bến, bên cảng của sông Nin, và đồng thời cái sinh hoạt của ban đêm về cái thành phố Luxor nó cũng khác hẳn so với thành phố Cairo. Cairo là một thành phố quá đông đúc với 24 triệu dân và sinh hoạt lúc nào cũng tấp nập, và dĩ nhiên nó không có nhiều thành phố, không có nhiều building cao tầng như những thành phố lớn ở trên thế giới, nhưng mà bù lại với cái số dân như vậy đó thì rất là ngột ngạt. Nhưng mà chúng ta khi đến với Luxor, thành phố Luxor, chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu quý vị đến với Luxor, ngoài cái chuyện mà ban đêm mà đi thăm cái Luxor Temple đó, thì tôi lại đưa một cái đề nghị khác là chúng ta vào trong cái đền thờ Luxor Temple để nhìn cái sự, cái cấu trúc, cái kiến trúc và cái đền thờ huyền bí của Ai Cập. Nhưng mà khi ra khỏi cửa thì chúng ta bắt đầu nhìn cái xung quanh, nó có một cái sinh hoạt rất là nhẹ nhàng của thành phố Luxor. Quý vị có thể lên xe ngựa đi, lên ngồi trên xe ngựa lóc cóc chạy đi vòng quanh chung quanh của thành phố Luxor. Thành phố không quá lớn, thành thử chúng ta có thể nhìn được cái sinh hoạt của thành phố. Sau khi chúng ta xuống xe ngựa thì một trong cái điểm khác
là chúng ta nên thử xem cái sinh hoạt của Luxor như của người dân Ai Cập ngay chỗ đó như thế nào. Chúng ta có thể vào một cái quán kem hoặc là một quán cà phê. Nói cà phê đó thì ở bên Ai Cập đó, cà phê vỉa hè nó nhiều lắm. Nhưng mà cái vỉa hè của họ là họ vừa có phần trong vừa có phần ngoài. Và cái lối uống cà phê của họ là thường thường người Ai Cập họ hút thuốc lá nhiều lắm. Cái lối hút thuốc lá của người Ai Cập nó gọi là shisha. Shisha thì giống như thuốc thuốc lào của mình á, tức là vẫn có đốt mình than xong rồi có Có một một cái cái ống túi dài đó đúng ống không? dài bên dưới là có nước. Thành ra cái người nào thích hút thuốc lào bên Việt Nam chắc có lẽ thích thú với cái này lắm. Thì trong chuyến đi tôi có một vài vị khách cũng đã thử cái này. Thành ra quý vị có thể xem cái cách họ hút làm sao và có thể thích hay không. Nhưng mà cái đó là chúng ta thử cho biết thôi. Và đó là một trong những cái sinh hoạt mà rất là khó quên trong cái chuyến đi Ai Cập. Và sau đó thì chúng ta có thể đi bất cứ một thưởng thức một cái ly cà phê, cái tách cà phê của Ai Cập uống theo đúng kiểu Ai Cập nó cũng khác. Nó Nó khác là khác nó như thế khác thế nào anh nào? Đánh? Thực ra Ai Cập là một cái đất nước nằm trong cái gọi là Hồi giáo. Mà Hồi giáo thì như nhất anh biết đó, cách đây khoảng trước đại nhất thế chiến là cái đế quốc Ottoman. Ottoman một đế quốc Hồi giáo rất là lớn, chi phối tất cả những vùng Trung Đông, chi phối Ai Cập, chi phối Thổ Nhĩ Kỳ, chi phối Iran, Iraq, vân vân. Và dĩ nhiên trong cái sự chi phối về chính trị của họ thì họ tạo ra một cái nền văn hóa chung với nhau. Thành ra chúng ta uống cà phê bên Thổ Nhĩ Kỳ cũng vậy, chúng ta uống cà phê bên Hy Lạp cũng vậy, hay uống cà phê ở nơi chỗ nào mà có cái đế quốc Ottoman ngày xưa ngự trị đó, thì chúng ta thường thường uống cái loại cà phê mà nó vẫn còn cái cặn đó. Tức là người ta pha cà phê và chúng ta phải đợi một lúc cái cặn nó lắng xuống và người ta uống bên trên. Nhưng mà cái người Ai Cập thì uống cả cái bã luôn. Thành ra cái đó là cái uống khác. Thế tuy nhiên đấy, chúng ta uống được cà phê kiểu Hoa Kỳ của chúng ta vẫn có thể uống được, không có gì thắc mắc cả. Nhưng mà dĩ nhiên thì ở bên đó đều có buôn bán theo cái lối của Hoa Kỳ của chúng ta. Và đó cũng là một trong những cái thưởng thức của cái sinh hoạt tại Luxor. Có một điều thích thú mà khi mà mình đi du lịch đó, mặc dù là những cái sinh hoạt hàng ngày mình cứ tưởng chừng là mọi người cũng đều giống nhau hết, giống như mình ở đây mình uống cà phê, bên kia bên nước khác cũng uống cà phê, nhưng mà có những cái nhỏ nhắn thôi mà nó là cũng khác nhau, mà nó Đúng thể rồi, hiện cả một nền văn hóa luôn anh đúng Thanh. rồi, cái đó là cái nền văn hóa và một cái tập tục của một cái người dân bản xứ đó. Và chúng ta đến, chúng ta có thể người Ai Cập thực sự nói chuyện với họ, họ rất là thân thiện, con nít là rất là thân thiện. Họ đến họ gặp mình, họ cũng biết là mình người ngoại quốc, thành ra họ đến họ cố gắng muốn nói chuyện một vài câu tiếng Anh hoặc là muốn chụp chung tấm hình. Thực sự tôi thấy là cái sinh hoạt của người dân Ai Cập nó cho mình cảm thấy cái dễ chịu. Dĩ nhiên chúng ta đi vào những khu buôn bán thì người Ai Cập là hay buôn bán theo cái lối là $1, $1. Họ cứ cầm một món hàng đó gọi là $1. Thế tuy nhiên chúng ta phải để ý, $1 không có nghĩa là $1. $1 thì cái đó là một cái lời Chỉ là mời mời chào chào thôi. thôi. Thì tôi cho rằng cái chữ đó mình dịch tiếng Việt Nam là mại vô, đúng không? Và chúng ta cầm vô mà chúng ta trả $1 là không có được. Thành ra thử có chúng ta phải cẩn thận mua bán hàng hóa ở Ai Cập là chúng ta phải cẩn thận về cái quality, tiền nào của đó chúng ta phải trả giá. Lúc nào họ biết mình là người ngoại quốc du khách, thành ra họ rất là nói thách, và chúng ta trả giá có thể bớt hơn 50%, có thể 60% nữa. Thành ra ăn thua mình trả giá khoảng 70%. Tôi là một người chuyên đi mua hớ à, thành ra lúc nào trả giá cũng bị hớ hết. Thế tuy nhiên thì hớ không có quá nhiều để mà chúng ta thấy đó là một cái vui vui trong cái chuyến đi thôi. Thì sinh hoạt của Ai Cập cũng là một trong những cái điểm làm cho người ta nhớ. Và dĩ nhiên sinh hoạt đó thì phải nói ở Luxor là một trong những địa điểm mà tôi cho là thích thú. Một câu hỏi cuối cùng dành cho anh Thắng thôi, đó là thời tiết của Ai Cập nếu như mình đi thì mình có phải chuẩn bị gì không? Tại vì theo như anh được biết là hình như là cái thời tiết nó thay đổi thất thường lắm anh Thắng. Thời tiết tốt nhất của Ai Cập thì chúng ta đi từ tháng 11 cho đến tháng 2, cuối tháng 2, tháng 3. Tuy nhiên thì nói đến thời tiết tốt như vậy, đó là cái tới những cái tháng rất là cao điểm của du lịch Ai Cập. Nhưng mà chúng ta cũng phải đừng có 100% là expect là lúc nào cái thời tiết nó cũng phải như vậy. Có thể chúng ta đi xuống tới Aswan, tức là miền nam của Ai Cập đó, thì chúng ta sẽ bị cảm thấy nóng hơn. Và có thể cái không khí ở bên đó tương đối là khô cằn, tại vì sa mạc mà. Và tùy theo cái may mắn của mình thì nhiệt độ nóng, nhưng mà cá nhân tôi thì tôi vẫn chịu được với cái nhiệt độ chỉ khoảng 95 độ, không đến nỗi gì. Nhưng mà ví dụ 95 độ mà khô thì có thể có người du khách không có dễ chịu cho người du khách. Thành thử chúng ta đi lúc nào, nhưng mà bù lại thì ban đêm đó thì rất là mát.
rất là dễ chịu, Yeah. tại vì cái không khí của sa mạc. Yeah. Thành từ cái đó là cái mà chúng ta phải hài hòa giữa một cái nóng và một cái cảm thấy nó dễ chịu mát. Thành ra lúc nào chúng ta cũng có một cái quần áo mỏng, mà Yeah. lúc nào cũng có một cái áo khoác ngoài để Yeah. mà có thể gọi là thích ứng với cái thời tiết thay đổi. Yeah, có nghĩa là đi đi chơi đi du lịch nhưng mà cũng phải có sự chuẩn Dạ, bị rõ lúc ràng nào thì nha. văn phòng chúng tôi cũng rất là rõ ràng trong cái chuyện đó để Yeah. mà du khách có thể cảm nhận dễ chịu trong chuyến đi như thế nào. Dạ, cảm ơn Thắng rất là nhiều. Và nhớ anh sẽ hẹn anh Thắng trong chương trình lần sau với nhiều địa điểm du lịch hơn. Dạ, xin kính chào quý thính giả.